tôi là Nguyễn Văn Giới. Tôi vào thuộc vào là Z3, E7, F303. Để thêm những cái câu chuyện trung đoàn 7 của chúng ta, thì khi chúng tôi là hành quân sang tỉnh Tà Keo và tăng cường cho các cái đơn vị của quân khu 9 để đánh địch trên hai cái tỉnh, đó là tỉnh Tà Keo và tỉnh Campuchia. Thì lúc đó là phiên hiệu đơn vị sư đoàn của chúng tôi là thuộc vào là sư đoàn 310. Lúc đó chúng tôi là đứng chân ở tỉnh Tà Keo. Và sau đó là có nhiệm vụ là tấn công địch ở tỉnh Campuchia. Thì lúc đó là tôi còn nhớ là trung đoàn 6 và trung đoàn 7 là đứng chân ở khu vực đó. Thì hôm nay thì tôi cũng xin được kể cái câu chuyện mà khi chúng tôi là đến tỉnh Tà Keo giáp với tỉnh Campuchia. Thì khi đến đó thì mọi thứ, tất cả cảnh vật, mọi cái địa hình, địa vật ở đó đối với người lính chúng tôi khi đó rất là lạ, kể cả là cán bộ chỉ huy. Thì hôm đó là tôi còn nhớ là tôi với thằng Phượng liên lạc là cùng với anh Tích là về ban tiểu đoàn là đi họp. Thì hôm xuống họp ở đó thì là có cả ban tác chiến của trung đoàn và cả thằng Cử, trung đội trưởng, trung đội trinh sát là cũng xuống là họp chỗ tiểu đoàn 3 của chúng tôi. Cái buổi họp hôm đó tôi nhớ còn rất là rõ, là lúc đó là xuống là bàn và lên cái phương án tác chiến cho tiểu đoàn 3 để có nhiệm vụ là đánh địch ở trên tỉnh Campuchia. Thì theo như thông báo của trên báo về thì tình hình hoạt động của Pol Pot ở trên hai tỉnh Campuchia và Tà Keo lúc đó là rất là mạnh. Đấy, mà tiểu đoàn của chúng tôi thì mới về đó đứng chân nên là chưa hiểu là tình hình hoạt động của địch ở đó như thế nào cả. Thì ban tác chiến trung đoàn là xuống có cái buổi giao ban và họp để lên cái phương án tác chiến ở cái khu vực tỉnh Campuchia. Thì lúc đó là cái buổi họp hôm đó là diễn suốt cả buổi sáng. Thì cái nhiệm vụ là chủ yếu là lên cái phương án để sẵn sàng đánh địch. Thì tôi thấy là hết ông này trải bản đồ ra, rồi ông kia là trải bản đồ ra, rồi là chỉ chỗ, rồi là đủ thứ mọi hình thức đưa ra mọi phương án. Mà hôm đó thì tôi cũng gặp lại thằng Cử, mà không hiểu sao là thằng Cử lúc đó thì nó bị gãy mất hai cái răng cửa, mà khi nó cười thì cái miệng nó cứ méo xách lại. Chứ có một cái điều là rất là đáng buồn, sau này nó ra quân, nó về nhà thì nó cũng nghiện rượu và sau đó là nó mắc cái bệnh ung thư tá tràng. Đến bây giờ thì nó đang vẫn còn sống. Nhưng mà trong ánh mắt của tôi, thằng Cử là một thằng lính trinh sát rất là giỏi. Trên là thông thiên văn, mà dưới tường địa lý, là một thằng trinh sát. Đối với tôi phải nói là nó rất là giỏi trong cái vấn đề mà trinh sát. Thì hôm đó thì tôi ngồi ở đó thì nó cũng phát biểu ý kiến vào cái buổi chiều ngày hôm đó, thuộc vào khoảng độ cuối tháng 2 năm 1979 gì đấy, khoảng đó. Thì nó nói là bây giờ là phải xây dựng cái kế hoạch là trinh sát kỹ và với cho bộ đội đi đánh và cử là xung phong là làm cái nhiệm vụ đó để đi trinh sát. Thì cái phương án bản mái thì cuối cùng cũng rút ra được một cái phương án cuối cùng, đó là trinh sát kỹ và về để báo cáo lại với tiểu đoàn. Thì lúc đó là tôi còn nhớ là lệnh của trung đoàn là lấy cái tiểu đoàn 3 của chúng tôi là làm cái nhiệm vụ đó. Bởi vì trong đánh địch thì cái tiểu đoàn 3, đặc biệt là cái đại đội 10 của anh Tích, vẫn là cái đơn vị là thiện chiến. Thì sau cái buổi họp hôm đó thì hôm đó là tôi rồi là thằng Phượng, anh Tích, rồi thằng Cử và cả cái ban tác chiến của trung đoàn xuống đó thì chúng tôi cũng ăn cơm ở tiểu đoàn 3. Hôm đó chúng tôi cũng không về đại đội. Được 2 ngày sau thì thằng Cử nó dẫn một trung đội trinh sát là về tiểu đoàn 3. Và lúc đó thì tôi lại cũng rất là có duyên với thằng Cử, là lúc đó là tiểu đoàn là lệnh xuống cho đại đội 10 của chúng tôi là tham gia cái chuyến trinh sát đó. Thì cái chuyến trinh sát đó nó diễn ra thì thực sự là rất là gian nan đối với chúng tôi.
Tại vì khi chúng tôi đứng chân ở đó là địa hình nó rất là mới. Để thực hiện cái nhiệm vụ trinh sát đó thì có một trung đội trinh sát, và trong khi đó là có cả là anh Tích là cùng với trung đội trinh sát để đi thực địa, để đi bám nắm tình hình địch ở cái khu vực mà đã được định sẵn ở trên bản đồ. Thế thì thằng Cử nó đem xuống một trung đội trinh sát nhận cái nhiệm vụ đó. Thì tôi thì cũng được nhận lệnh là cùng với trung đội trinh sát và chỗ anh Tích để đi cái chuyến trinh sát đó. Thì đi cái chuyến trinh sát đó thì có đại đội trưởng và thằng Phượng là liên lạc, tôi là thông tin, và cùng với một trung đội trinh sát là đi trinh sát cái chuyến đó. Về thông tin của chúng tôi thì cũng được quy ước với máy chủ ở nhà, ở tiểu đoàn, không sử dụng mật ngữ, không sử dụng tiếng lóng, mà lúc đó là chỉ có quy ước với nhau là với máy chủ ở tiểu đoàn để theo dõi nhau là bằng cách là tắt bật máy PRC-25. Có nghĩa là khi liên lạc với ở nhà là bằng cách là chỉ có bật máy, và sau khi là nhận được tín hiệu của nhau rồi bên này lại tắt máy. Thì cứ khoảng 2 tiếng thì thông tin phải lên máy một lần bằng cái cách là quy ước như vậy. Thì trong cái chuyến trinh sát đó thì chúng tôi là lượm được là 4 thằng post. Thì nó diễn biến ra thì nó rất là phức tạp trên cái con đường mà chúng tôi đến cái khu vực mà căn cứ của địch nó đóng quân ở đó. Lúc đó chúng tôi gọi ở đó là cái phum chuối ở trên tỉnh Campuchia. Thì thực sự là chỉ biết là tỉnh Campuchia thôi, chứ cái địa danh cụ thể ở đó thì thực sự là không thể nhớ được, bởi vì nó không có cái tên ở trên bản đồ, và nó cũng không có một cái phum nào nó cụ thể ở đó cả. Mà ở cái khu vực đó là ở một cái khu vực là một rừng chuối, toàn chuối, như kiểu là chuối rừng, chứ không phải là một cái phum làng nó ở đó nào đó cả. Thì trên tỉnh Campuchia khi đó thì phải nói là dân là gần như không có, mà chủ yếu là các cái vùng đất hoang đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nên là cái chuyến đi trinh sát của chúng tôi đi cái chuyến đó thì phải nói là cũng rất là gian nan. Thì sau khi nhận nhiệm vụ thì anh Tích và cùng với trung đội trinh sát và tôi và thằng Phượng nhận cái nhiệm vụ đó. Thì chiều hôm đó là thằng Cử nó trải ra một cái bản đồ cùng với chỗ anh Tích để xem xét lại, và bắt đầu là lên cái phương án là để cắt hướng để đi. Thì thằng Phượng nó có chỉ tôi ở trên bản đồ, thì nó có nói là bảo những cái đoạn mà có những cái nốt đứt màu vàng, tức là những cái nét đứt màu vàng, thì nó nói ở đó là những con suối cạn. Những con suối này thì chỉ có mùa mưa với có nước thôi, còn về mùa khô là trong những cái thời gian này là nó không có nước. Nó với thứ hai những cái vệt xanh mà đậm nét thì nó bảo cái những cái đây là những cái sông là có nước quanh năm, tức là mùa khô nó cũng không mất nước. Đấy, thì nó chỉ cho tôi là biết sơ bộ là như vậy ở trên bản đồ. Thì theo như nhận định của thằng Cử và anh Tích thì nó nói là về mùa khô địch nó không bao giờ nó đóng ở vùng suối cạn cả, vì vùng đó nó không có nước, mà địch nó chỉ đóng ở cái vùng nó có nước thôi. Thì bắt đầu là lên cái phương án là cắt hướng để đi. Thì tôi nhớ là chúng tôi đi thì buổi chiều hôm đó là ăn cơm xong là chúng tôi bắt đầu là lên đường. Thì lên đường là đi vào bắt đầu là ban đêm, thì chúng tôi bắt đầu là đi sâu sang đất tỉnh Campuchia. Thì trên cái tuyến đường chúng tôi hành quân đi trinh sát thì lúc đầu đang sát địch thì chúng tôi là đi hàng dọc, và tôi còn nhớ là vào ban đêm nhưng mà không biết là ở đó là cái cỏ gì. Về mùa khô thì đến đó thì nó trời nó gió thì cứ nghe xào sạc, cứ thế là cứ nghe cái tiếng xào sạc như vậy, mà rất là hoang vu. Mà ban đêm thì phải nói là ở trong những cái rừng cỏ như vậy nó rất là tối. Nên thì anh em chúng tôi là cũng là bám vai nhau để vượt qua cái cánh đồng cỏ đó. Thì thằng Cử nó nói bảo đi qua cái cánh đồng cỏ này là yên tâm, cứ đi nhanh anh em, đi thoải mái. Tại vì nó có những cái tiếng động của gió cây là nó cứ kêu xào sạc, nên là không lo bị anh em mình đi nó phát ra tiếng động, nên nó bảo cứ đi nhanh lên. Thế thì đi thì tôi nhớ là đến khoảng độ gần sáng thì chúng tôi dừng chân và tạo một cái chốt ở đó.
Thế thì lúc đó là tôi dừng lại và hai đồng chí trinh sát nữa, còn đâu là anh Tích và thằng Cử và một số đồng chí trinh sát nữa là tiếp tục là cho đội hình tiến về phía trước là đi trinh sát. Thì chắc được khoảng độ 30 phút thì thấy đội hình kia là đi quay lại ở chỗ vị trí cũ theo cái quy ước của chúng tôi. Thì lúc đó tôi cũng lên máy, tắt bật máy PRC-25 là 3 lần và bên kia cũng đáp lại là 2 lần, cộng tròn lại là bằng 5. Có nghĩa là báo về tiểu đoàn là chúng tôi đã gần vùng địch theo những quy ước trên thông tin của chúng tôi. Lúc đó anh Tích và thằng Cử là quyết định là cho chúng tôi vượt sông. Thì ở đó nó có một cái sông, không biết là sông gì thì tôi cũng không rõ, nhưng mà gọi là sông cạn thôi, chủ yếu là lội được qua được, nước chỉ có ngang cái tầm bụng chứ không phải bơi. Thế thì đêm hôm đó là vượt sông. Thì vượt sông hôm đó thì tôi là đeo máy thông tin nên là vượt ở cái tốp sau cùng. Còn các cái mũi trinh sát thì người ta là vượt sang sông trước. Cảnh giới thì khi an toàn rồi thì bắt đầu là chúng tôi vượt qua. Thì vượt qua thì tôi còn nhớ là lúc đó là trời bắt đầu là gần sáng. Thì chúng tôi mới vào một cái vườn thì toàn là cây chuối không, toàn là vườn chuối. Thì chúng tôi bắt đầu là ép quân lại. Mà cái chuyến trinh sát của chúng tôi đó là phải đi mất là một đêm, một ngày, tức là hai đêm, một ngày thì chúng tôi mới trở về đến nhà. Thì cái chuyến trinh sát đó là phải nói là cũng rất là căng thẳng và hồi hộp lắm. Thì sau khi chúng tôi vào được chỗ cái rừng chuối, mà cái rừng chuối đó thì nó mọc men men theo cái con suối đó, thì lúc đó là chúng tôi đã ẩn được trong cái vườn chuối đó rồi và xóa toàn bộ dấu vết và ngồi im ở trong đó. Thì lúc đó là anh Tích với thằng Cử là vẫn lại dỡ bản đồ ra, lại xác định lại hướng và chúng tôi ém quân lại ở đó. Thì tôi là người lính thông tin nên là về cái chuyện mà đi mà để áp sát vào các cái trận địa của địch, các cái căn cứ của địch thì tôi không phải đi. Chủ yếu là anh em trinh sát, tôi là chủ yếu là ngồi ở phía ngoài để có nhiệm vụ là liên lạc về với tiểu đoàn thôi. Đấy, thì từ cái chỗ cái vườn chuối đó, cái rừng chuối đó thì bắt đầu là cũng chia ra là thành ba nhóm. Một nhóm là ở tại chỗ, và hôm đó thằng Phượng liên lạc thì cũng không phải đi, mà chủ yếu là do cái mũi trinh sát cùng với anh Tích và thằng Cử là người ta đi trinh sát, còn chúng tôi lại ở tại chỗ. Thì chờ suốt cả một cái ngày hôm đó, thì đến gần chiều thì chúng tôi mới thấy cái tổ của anh Tích và thằng Cử là đi về và đã phát hiện ra được là cái căn cứ của Pol Pot nó ở đó. Thì theo như nhận định của thằng Cử thì nó nói rất là chính xác, bởi vì nó nói là về mùa khô thì địch nó sẽ đóng gần nước. Thì đến đó là chúng tôi bắt đầu là phát hiện được địch theo như cái lời kể lại của thằng Cử, chứ còn tôi thì không trực tiếp đi vào trinh sát. Thì cái chuyến trinh sát đó của chúng tôi thì được là thằng Cử nó ghi nhớ và nó đánh dấu và nó vẽ lại ở trên bản đồ đó. Và buổi chiều tối hôm đó là chúng tôi là đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát và sau đó là có lệnh là được rút ra. Thì chờ cho đến tối thì bắt đầu chúng tôi mới vượt sông. Thì cũng rất là may mắn là cái hôm đó chúng tôi vượt sông là an toàn. Về ban đêm những cái cỏ gì ở đó thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà cái lá nó rất là khô, có lẽ là đến cái mùa khô ở Campuchia thì các cái cỏ đó nó bị khô nên là khi gió vào là nó cứ xào xạc. Thì khi được quay về thì chúng tôi cũng vượt qua cái rừng cỏ đó. Thì khi qua hết qua cái cánh rừng cỏ thì bên kia nó là ngoài cái trảng, các cái trảng trống và các cái cây thấp, chứ không có ruộng đồng gì ở đó cả, một cái nơi rất là hoang vu. Lúc đi thì chúng tôi đi một đường, nhưng khi về chúng tôi lại cắt đường khác chúng tôi đi. Thì đi hôm đó thì lại cũng rất là may cho một cái chuyến trinh sát đó. Thì cái lúc chúng tôi quay về thì chúng tôi lại với đụng địch. Thì khi quay về thì chúng tôi với đụng một cái vườn cây ăn quả của dân Campuchia đó. Thì chúng tôi là đi cắt vào cái vườn cây đó. Thì trong cái vườn cây đó thì nó lại không có nhà. Thì khi đi cắt qua thì đang đi thì thằng Cử nó mới cho đội hình là dừng lại. Thì để nó vào ở trong cái vườn cây đó để nó trinh sát trước.
Rồi sau đó là mới cho đội hình là vượt qua cái vườn cây đó. Thì chỉ một lúc sau thì tôi thấy rằng cứ nó quay lại thì nó bảo là ở đây có địch. Cái câu chuyện là nó mới xảy ra là ở trong cái vườn cây. Mà khi chúng tôi là cũng tiện tay trên đường hành quân về thì chúng tôi cũng hạ gục được là 4 thằng lính Bùn Pốt. Nó đang ở trong cái vườn cây đó. Thì khi rút quay lại thì thằng Định, thằng Cử nó nói như vậy. Thì lúc đó là chúng tôi tán ra và nằm xuống. Thì thằng Cử nó bảo là mày tháo cái máy thông tin ra, giấu đi, để tham gia với anh em là trực tiếp vào để đánh cái lực lượng Pol Pot ở trong đó. Thì thực sự là lúc đầu thì chúng tôi không biết là được ở trong đó là có 4 thằng đâu, mà chỉ có nghe thông báo từ chỗ cái mũi trinh sát đó, người ta báo quay lại là trong đó có địch. Đó là tôi thấy là thằng Cử là nó bàn nhau với anh Tích là nên đánh hay là vòng tránh. Thì cái tính của anh Tích thì tôi ở với anh Tích rất là nhiều, nên là tôi rất rõ cái tính của anh, rất hung hăng mà rất máu, thấy địch là rất thích đánh. Đấy, nhưng mà cái này mà đánh địch ở đó thì phải xin ý kiến của tiểu đoàn. Thì tôi mới bảo là để tôi lên máy để tôi xin ý kiến tiểu đoàn. Đấy, nhưng mà cái quyết định của anh Tích với anh Cử là bảo tôi đánh luôn, vì lực lượng Pol Pot ở trong đấy rất là ít, không có nhiều. Thế là lên kế hoạch là đánh luôn. Thì tôi còn nhớ một cái chi tiết rất là nhỏ, là thằng Cử nó bảo là mày có tham gia đánh không. Thế thì tôi bảo có. Thì nó bảo là mày cởi cái máy thông tin ra và giấu đi, để cùng với bọn tao là vào đánh. Đánh để cho mà biết, đánh để cho nâng cao cái bản lĩnh lên. Thằng Cử nó có những cái quyết đoán là như vậy, mà nó rất là máu. Thế là tôi cũng nghe lời hắn, là ôm súng AK, bắt đầu là chúng tôi ém sát vào cái vườn cây đó. Thì khi ém sát được vào cái vườn cây đó thì chúng tôi nhìn rất là rõ là phát hiện là có 4 thằng. Nó chặt cái lá chuối ra, là nó trải ra đó, là nó đang ngồi nó ăn cơm. Cái lúc tầm khoảng độ chắc 8-9 giờ sáng khoảng đó, thì nó đang ngồi đó, nó ăn uống ở đó. Thì lúc đó là trong tầm tay rồi. Thì gần như là tôi cũng bắn mấy loạt thì không biết có trúng hay không. Nhưng mà chủ yếu là anh em trinh sát là người ta trong vòng có khoảng đầu không đến một phút thì là đã tiêu diệt gọn cái nhóm Pol Pot ở trong cái vườn cây như vậy. 4 thằng Pot này thì nói chung là không thằng nào thoát cả, mà không thằng nào kịp chạy lên một bước nào cả, mà đều gục ngay tại chỗ mà chúng nó đang ngồi, chúng nó ăn cơm. Thì khi giải quyết được 4 thằng đấy xong thì bọn tôi lên để thu chiến lợi phẩm. Thì lúc đó là chúng tôi là thu được 4 khẩu súng. Mà 4 khẩu súng đó thì nó lại không để gần người, mà nó dựng ở gốc cây, nó giá súng nó để chỗ khác. Thì chúng tôi lượm được là 4 khẩu súng. Và hôm đó có một cái điều đặc biệt rất là may, là chúng tôi tiêu diệt đúng một cái nhóm lính trinh sát của Pol Pot, chứ không phải là cái nhóm lính bình thường. Vì khi nó chết là anh em người ta lên người ta khám ở trong người, thì lấy được một cái bản đồ của cái trinh sát Pol Pot, và một số các cái tài liệu, các cái giấy tờ nó ghi chép cái gì đó, chữ như con run đó thì chúng tôi không đọc được, nhưng mà chủ yếu là bằng các cái mã số, tại vì trong cái tài liệu của nó là chúng tôi thu được đấy. Thì nó có những cái mã số gì trong cái cuốn tài liệu của nó, và một cái bản đồ địa bàn ở khu vực đó nữa. Thì lúc đó chúng tôi mới biết được đây là lực lượng trinh sát của Pol Pot. Thì có lẽ là nó cũng luồn sâu sang căn cứ của ta, nó đi trinh sát. Thì bởi vì trong cái thời gian đó giữa tỉnh Kampot, tỉnh Tà Keo là quân Pol Pot nó tái chiếm lại, nên lực lượng Pol Pot nó dồn về đó cũng tương đối là mạnh. Mà không những là tỉnh Kampot, mà sau này chúng tôi truy quét trong tỉnh Cô Công cũng như vậy. Thì sau đó là vứt 4 cái xác ở đó, là chúng tôi là bắt đầu là cắt hướng đi về tiểu đoàn. Thì cái chuyến đi trinh sát của chúng tôi hôm đó thì cái chiều dài của cái số cây số thì theo như trên bản đồ thì thằng Cử nó nói là khoảng 12 cây số khi mà chúng tôi vượt qua cái con sông đó và quay lại. Và không may hôm đó chúng tôi lại gặp được cái lực lượng trinh sát Pol Pot và chúng tôi bắn được chúng nó. Và cũng lần đầu tiên tôi cầm súng và trực tiếp ngắm vào đối thủ của mình để bắn. Chứ còn những các cái trận đánh khác thì tôi là lính thông tin, nên tôi ít phải khi phải cầm súng để trực tiếp là bắn nhau với lính Pol Pot. Tôi cũng xin được kể như vậy để cho các đồng chí rõ cái nhiệm vụ của người lính thông tin của chúng tôi.
thì chủ yếu là đảm bảo về vấn đề là thông tin đấy, chứ không trực tiếp chiến đấu đấy. Nhưng mà tôi thì thường thường đi máy cho đại đội 10, nên là tôi hay đi những các cái trận đánh quan trọng thì lúc nào cũng có mặt tôi cả, nên là tôi cũng chứng kiến được và tôi cũng nhìn thấy được. Và cũng lần đầu tiên tôi cầm súng là trực tiếp ngắm vào quân Pol Pot để bắn. Thì cái đường đạn của tôi bắn hôm đó thì không biết là có chính xác hay không, có trúng thằng nào hay không, thì cái đó là cái thành tích chung của đơn vị trinh sát. Chứ còn hôm đó là thực sự là cũng cảm thấy là sau cái trận đánh đó thì nói như thằng Cử, thì cảm thấy là cái bản lĩnh của tôi ấy, nó cũng được nâng cao lên dần. Và sau này tôi cũng trở thành một người lính rất là lì lợm trong chiến trường, mà cũng rất là gan dạ trong những cái trận mà chúng tôi tham chiến ở chiến trường Campuchia. Thì sau cái trận đánh đó thì chúng tôi là tổ chức là rút về. Thì trên đường rút về thì cũng an toàn, đi qua các cái tràng trống, đi qua các cái những cái đồi thấp ở tỉnh Campuchia, thì chúng tôi là cắt về tiểu đoàn. Thì khi về đến tiểu đoàn thì cũng rất là mừng là cái chuyến đi trinh sát của chúng tôi là thành công, đã chấm được những cái tọa độ nó chính xác và cũng đã bám nắm được cái tình hình địch khi mà chúng tôi thực hiện cái chuyến trinh sát đó. Nhưng mà không phải là một lần trinh sát, chúng tôi phải có 3 lần đi trinh sát. Để sau này thì bắt đầu là mới có cái kế hoạch cho đại đội 10 của chúng tôi là đánh cái trận đó ở cái vườn chuối gần ở cái bờ mé bờ sông đó. Thì cái trận đó thì tôi còn nhớ là chúng tôi là bắt sống được là 15 thằng lính Pol Pot nữa. Đấy, cái trận mà ấy đó. Vì trong cái khi họp ở tiểu đoàn 3 của chúng tôi thì tôi còn nhớ là ban tác chiến trung đoàn là giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 3, và tiểu đoàn 3 thì giao nhiệm vụ cho lực lượng trinh sát. Và lấy anh Tích là đại đội trưởng cùng đi trong cái chuyến đó. Thì có một cái câu khẩu hiệu là giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 3 là có nghĩa là không được thua, mà đã đánh là phải thắng, để tạo một cái tiếng vang để cho quân Pol Pot nó khiếp sợ đó. Và để ổn định tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị. Đó là cái câu nói của ban tác chiến trung đoàn nói lên như vậy. Thì tôi nghe rất là rõ cái câu đó. Có nghĩa là khi nhận nhiệm vụ là chúng tôi không được phép thua. Nên chính vì thế là tiểu đoàn là giao cái nhiệm vụ cho chúng tôi, nên là rất là kỹ càng, từng ly từng tí một. Và chúng tôi phải thực hiện cái nhiệm vụ trinh sát là cho tới 3 lần thì vì đánh đảm bảo là chắc thắng 100%. Sau những cái chuyến trinh sát gian nan như vậy thì cái đơn vị của chúng tôi là cũng đánh một cái trận cũng rất là khét tiếng, và cũng bắt sống được là 15 thằng Pol Pot. Thì cái câu chuyện đó tôi sẽ kể cho các đồng chí nghe ở các cái phần tiếp theo. Đến đây tôi cũng xin được hết câu chuyện.